Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel mình. Hôm nay mình sẽ chơi 4 tựa game kinh dị, bắt đầu với Evinon. Bọn tao phải giới thiệu game này nó cũng bị lag đấy. Đi và ta sẽ chui lên đây ngay lập tức. Ui, lag quá. Đây là cái nhà bếp. Ui, giờ nó giật đi đâu nhỉ? Ui, giờ nè, cái đang đi mà nó giật thế này. Chưa khó vàng luôn này. Ui, có xong nấp luôn. Con này nhìn kinh chưa? Không có gì luôn. Trong đấy không có gì hết. Mình chết cháy. Ui giời ơi. Ui giời ơi, lắc thế. Không tắt được ngọn lửa này coi. Ui giời. Xong rồi. Một bộ thế này thì ai chơi? Cứ như cái búa của Thò ấy các bạn ơi. Một bộ biết mặt nhau ai. Ui. Nãy cái cưa.
Ui, mẹ rơi đầu luôn. Ghê quá ta. Hello này bro. Continue. Nhà mà xong nhà là hết đủ luôn. Ui, ông ta vào nhà nhanh vậy ta. Trứng mặt ta. Ông ta kia. Cố hết điện trong nhà đi. Nhốt ai trong đây này? Người mình cần tìm chìa khóa. Không có phải để chìa khóa đâu nhỉ? Ui. Ui dồi ôi. Con lợn này chỉ nhắm ngay mắt mình thôi. Ông ấy lắc cam ra kìa các bạn ơi. Mình sẽ đi phát đi. Có cái cầu dao nữa. Cho ông ta lại bật lại cầu dao rồi. Úi giời. Úi giời, ông ta ném cái gì ấy nhỉ? Ra đi đã. Ui giời. Con lợn này lạc đuổi được mình. Ui không đả đòi nha. Game tiếp theo Evan Kiss.
ta nó mù, nó mù là nó vẫn bắt được mình. Đây không ạ? Shotgun. Để coi bên này có gì không. Có. Không có một cái shotgun. Ui. Xong rồi. Ui. Ok, mình xin kết thúc video tại đây. Các bạn nhớ subscribe cho mình nhé. Xin chào các bạn, bye bye.